Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sáng tạo Olympus. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách để chúng ta có thể tạo hiệu ứng chữ tan biến ở trong Illustrator. Đầu tiên á, các bạn hãy sử dụng cho mình cái lệnh là Type Tool này, chúng ta là T, đánh cho mình một cái chữ. Giả sử đây mình sẽ đánh là chữ D này. Các bạn hãy ấn Ctrl Shift O để chúng ta sẽ convert text về vector giúp mình này. Tiếp đó thì các bạn hãy sử dụng cho mình cái Direct Selection, cái tool này nhé. Mình kéo nó dài, nó dài một chút. Rồi, đến đây thì các bạn hãy vào cho mình Window, phần Gradient, phím tắt là Ctrl F9. Sau đó là các bạn hãy chọn cho mình cái kiểu Gradient là từ trắng đến đen. Đây, các bạn có thể chuyển đổi thành màu khác cũng được, nhưng mà mình sẽ sử dụng cái màu này nhé. Đến đây thì các bạn hãy vào cho mình cái phần Effect, vào cái phần Pixelate này, chọn cho mình cái phần Mezzotint này. Chọn cho mình cái kiểu file dot đầu tiên, các bạn hãy kéo ra và zoom nhỏ nó xuống. Đây là cái kiểu mà chúng ta sẽ nhận được. Ok, đến đây thì chưa xong nhé các bạn nhé. Các bạn hãy cứ để nguyên nó và cho mình vào offset, expand nó ra. Rồi sau đó là image tray này. Rồi đây là kết quả nhé các bạn. Expand lần nữa, nháy phải, ungroup này. Các bạn hãy chọn vào cái phần màu trắng và delete đi. Nhưng mà ở đây khi các bạn zoom lớn lên á, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần màu trắng của chúng ta vẫn còn rất là nhiều đúng không? Bây giờ mình phải xóa nó đi. Thì các bạn hãy chọn một cái màu trắng nhỏ xinh thôi. Sau đó các bạn sử dụng cái lệnh Select Same Fill Color, ấn Delete trên bàn phím. Rồi. Và đây là kết quả của chúng ta. Nếu như bạn nào mà thấy cái chữ D này, cái đoạn đầu nó hơi dài mà muốn co ngắn lại, thì các bạn hãy sử dụng cái tool là Direct Selection này. Các bạn chọn cái đoạn đầu đi, rồi các bạn cho lui vào. Rồi, vậy là nội dung cũng chỉ có vậy thôi. Nếu như bạn nào yêu thích cái nội dung của bên mình thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ bên mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau nha.